Thứ hai tuần năm mùa chay. Lời Chúa. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Hiến luật điều 17. Là con Đức Mẹ vô nhiễm, chị em ý thức đức khiết tịnh thánh hiến là kết quả của một sự tự do chọn lựa từ phía con người, đồng thời là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban. Ân huệ cao quý ấy chỉ có thể bảo toàn và phát huy nhờ tinh thần khiêm nhường thẳm sâu. Đời sống chuyên cần cầu nguyện, sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và năng lãnh nhận bí tích hòa giải. Suy niệm. Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng hôm nay cho ta thấy bằng chứng về lòng khoan dung tha thứ của Chúa Giêsu dành cho người đàn bà tội lỗi, cũng như cho tất cả chúng ta. Ngài là đấng giàu lòng thương xót và thấu suốt mọi sự. Chỉ có Ngài mới có những lời mang niềm hy vọng cho người tội lỗi. Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Lời này cho chúng ta thấy Thiên Chúa không hùa theo đám đông mà xét xử con người theo kiểu của trần gian, nhưng Ngài luôn mở lòng từ bi nhân hậu để người tội lỗi được hưởng ơn tha thứ. Chúng ta được Chúa ban cho có lý trí, có tự do. Đó là một ân huệ tuyệt vời để tôn vinh Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta sử dụng sự tự do Chúa ban để làm điều mất lòng Chúa và lỗi phạm tới tha nhân, nhưng Chúa vẫn khoan dung và tha thứ tất cả. Là người con Đức Mẹ vô nhiễm, chúng ta tin vào tình yêu khoan dung nhân hậu của Thiên Chúa và không được lạm dụng lòng thương xót của Ngài để cứ sống trong tội lỗi. Các giờ chầu thánh thể hay những lần lãnh bí tích hòa giải là những lần Chúa cúi xuống gần gũi với chúng ta để giúp ta sống khiêm tốn và quảng đại hơn, mau chóng thay đổi để trở về với Chúa và sống tương quan mật thiết với Ngài. Lạy Chúa, người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay là đại diện cho tất cả nhân loại chúng con, những tội nhân trước mặt Chúa. Chúng con thật lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thứ tha và ban ơn đổi mới xác hồn để chúng con xứng đáng là con cái Chúa và là môn đệ trung tín của Chúa trong thế giới hôm nay. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Hôm nay, chị em chúng ta quyết tâm khoan dung tha thứ cho những sai lầm của người khác.